qua sông. Cô gái, tôi muốn qua sông. Qua sông giờ này? Qua sông làm gì? Liên quan gì tới cô? Xin lỗi, xin hãy đưa tôi qua sông. Cha, tiểu đoàn trưởng Hoàng, thằng bé Thủy Hoa này còn nhỏ, nhờ cậu. Bác yên tâm, đánh trận xong chúng cháu lập tức trở về. Chuyện này nói với bác lần trước vẫn chưa phải lúc. Nào, uống nước đi. Đây là bà ngoại truyền cho mẹ cháu. Lúc cháu đi lính, chính tay mẹ đã đeo lên cho cháu và nói với cháu, sau này tặng cho con dâu của bà. Cút! Đừng nổ súng, là em. Hà Hoa, đó là ai? Em không sao chứ? Không sao. Hà Hoa, công quận sắp tới rồi, có lẽ các em sẽ không ở lại được nữa. Đến lúc đó, em với bác tới Giang Nam tìm anh. Người anh em trên thuyền của em muốn qua sông à? Không cần nữa. Các anh lái thuyền, vì sự an toàn của mọi người, các anh và thuyền của các anh hãy tới Giang Nam trước. Quân đội Đại Cộng sản sắp tới rồi, đến lúc đó họ sẽ ép buộc các anh xuống nước. Nếu quả pháo của quốc quân bị hỏng, tôi không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Hà Hoa, bọn anh đi đây. Lái tàu. Hà Hoa. Hả? Cô tên là Hà Hoa sao? Ừ. Tôi đưa cô về nha. Cảm ơn cô vì đã cứu tôi. Không, cảm ơn anh. Giống người đi lính, Triệu tiên sinh người ta là người làm ăn, người Sơn Đông, mỗi năm buôn mấy nghìn cân cải thảo tới Giang Nam. Nhiều năm nay ở bến đò này, cha chưa từng thấy cậu ta. Hà Hoa, bên tiểu đoàn trưởng Hoàng. Cha, không phải làm khó chúng ta sao? Đợi đến trận xong rồi trả đồ cho người ta. Trận này đánh giật xong được sao? Cha nói cô biết, mạng của người đi lính không đáng tiền đâu. Người dân thì đáng tiền sao? Hôm nay suýt nữa thì bị bọn họ bắn chết. Cũng may Triệu tiên sinh cứu con. Triệu tiên sinh, còn quay lại nữa.
Anh rể, anh thích gì ở chị em? Việc này anh chỉ có thể nói với một mình chị của em thôi. Vậy em về hỏi chị của em. Anh rể, anh rể, cái này có thể nhìn thấy nhà em không? Có thể. Sau này gọi anh là anh. Cười ngốc cái gì? Đợi không đánh trận nữa. Anh, em biết. Cậu biết cái gì? Hả? Muốn đi lính không? Cha em không cho em đánh trận, chị em cũng không cho. Vậy được, chị em nghe theo cha với chị của em đi. Thị Hoa, biết từ nhà em tới chỗ của chúng ta bao xa không? Bao xa? 3.100 mét, cũng tức là hơn 6 dặm đường. Anh nhìn chuẩn quá. Anh nào có bản lĩnh đó? Em quên là anh đã ở nhà em hơn 1 tháng à? Hiện giờ công quân tới rồi. Không phải tới nhà em đánh trận với anh nữa chứ? Sắp đánh trận rồi. Đánh qua Trường Giang, giải phóng cả nước. Đại đội trưởng Lưu, giải phóng quân các anh tên đồ thật đó. Ngụy Quân Quý, vẫn còn giải phóng quân các anh. Anh còn đội mũ Quốc dân đảng à? Lão Ngụy, sợ rồi sao? Sợ, sợ. Đại đội trưởng, chúng tôi không sợ. Bình thường. Qua mấy ngày là ổn rồi. Các đồng chí, nhìn thấy đối diện không? Đó chính là núi Đề Đầu mà chúng ta phải đi qua. Cha tôi nói anh quay về. Anh thực sự đã quay về. Đây chính là người tôi với mọi người. Cô Hào Hoa đã cứu tôi một lần trước. Anh từng nói với ai? Còn có chuyện này. Tôi đoán không phải anh bán cải thảo, cũng không tên Triệu Trường Hà. Anh nói với cô ấy anh tên Triệu Trường Hà sao? Cô gái, anh ta tên Lưu Chấn Sơn, là đại đội trưởng của đại đội công. Tôi tên Triệu Trường Hà. Tôi tên Dương Đại Lượng. Tôi tên Khúc Tiểu Thuận. Cô gái, tôi tên Ngụy Vĩnh Quý. Gọi tôi là Lão Ngụy là được. Ai hỏi các cậu thế? Đi chỗ khác. Quay lại thật sao? Vẫn phải đi. Thêm mấy người. Đồng chí Hào Hoa, đây. Cô làm gì thế? Cầm lấy. Tôi không lấy được. Cầm lấy. Nơi nghèo thế này làm sao mà sống? Quỳ Vĩnh Quý, chỉ anh nhiều lời. Chỉ đợi viên đã nói nơi này là khu mới. Không cần. Đại đội trưởng Lưu, tối nay vẫn ở nhà cô Hào Hoa. Nói gì thế? Làm việc đi. Tranh thủ làm việc. Sau khi làm xong, chúng ta cùng tiến hành huấn luyện trên nước. Nghe thấy không? Dân, đại đội trưởng, tôi không biết bơi. Đại đội trưởng, hiện giờ chúng tôi không xuống nước được. Đại đội trưởng, tôi đi tìm thuyền.
Thuyền và lái thuyền của chúng ta đã tới bờ Nam cả rồi. Vậy sao? Cô Hawa. Đúng. Tôi hỏi cô Hawa. Đúng. Anh ấy nói đúng. Tôi biết bơi rồi. Chỉ đạo viên. Đừng. Không sao. Cậu xem. Khúc Tiểu Thuận. Đừng động vào. Không phải tôi. Đại đội trưởng, đánh chết tôi cũng không xuống. Cậu không xuống đúng không? Nói cậu biết, món nợ đánh trận lần trước còn chưa tính với cậu đâu. Kẻ địch đã rút rồi, cậu còn ném lựu đạn. Cậu ném cái gì hả? Cậu xuống không? Nếu không xuống, nợ mới nợ cũ tính một thể luôn. Dứt cậu ta xuống cho tôi. Đừng làm bậy. Đại đội trưởng luôn, anh ta cũng biết bơi. Nhìn lên, nín thở. Tôi thấy tôi sắp không xong rồi. Đám trẻ con này chẳng hiểu, chẳng biết gì mà muốn qua sông. Chẳng còn gì hết. Con nói tới thuyền, chỉ có thể bơi qua. Có thuyền cũng là tìm đường chính. Bỏ tay ra, để cô ta tự bơi. Không được. Đỡ hơn chưa? Nguyễn Vinh Quý, sao anh không xuống? Chân tôi rách, xuống nước sẽ nhiễm bệnh. Chị anh có vấn đề à? Chỉ đạo viên, anh xem đi. Giới lính bị bắt phải nhẫn nại. Nào, kệ anh ta đi. Chúng ta liên tiếp. Tìm sư phụ cho cậu. Theo người đó, chắc chắn cậu sẽ biết bơi. Mau nấp đi. Chuẩn bị, bắn. Đi mau. Anh, bắn đi đâu thế? Bắn nơi bọn họ học bơi. Chỉ cần bọn họ xuống nước thì anh ta sẽ bắn thật mạnh. Tiểu đoàn trưởng, anh tìm tôi. Trưởng Hậu Cần, tiểu đoàn trưởng, mua cho tôi miếng gỗ tốt. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, trong kho gỗ của chúng ta còn rất nhiều gỗ. Còn mua cái gì nữa? Đâu ra lắm lời thế? Đi đi. Dừng. Cha, hôm nay Triệu Trừng Hà đã tới đây. Chỉ đạo viên Triệu, nó là đại đội trưởng. Anh ấy tên Lưu Chấn Sơn, là đại đội trưởng Lưu. Nói tới tìm thuyền, tìm người lái thuyền. Cha, cha nói sao? Cha đồng ý sao? Chẳng có gì. Có thì bọn họ chưa chắc đã dùng tới. Người ta đang vội dùng thuyền, sao lại không dùng tới? Cha cố ý làm khó người ta. Dớ dẫn. Trước giờ đều là lính làm khó người dân chúng ta. Cha cũng đã giúp việc của tiểu đoàn trưởng Hoàng, sao lại không thể giúp đại đội trưởng Lưu? Giúp cái gì? Giúp bọn họ đánh qua bờ sông Nam sau. Thì qua còn ở bên đó. Với lại bọn họ còn không có thuyền, ai mà giúp được việc này? Không phải nhà chúng ta vẫn có một con thuyền sao? Đảng Cộng sản là một quân đội trăm vạn đấy. Trăm vạn là bao nhiêu? Vậy thì qua thêm vài lần thôi.
Trung đoàn trưởng, tôi là Hoàng Hoài Ân, có chuyện cần báo cáo với ngài. Lương thực và đạn dược ở trận địa doanh của chúng tôi chỉ đủ phân phối trong một tháng. Hiện giờ chúng tôi cần lượng tích trữ từ 3 đến 5 tháng. Chúng tôi đang xây cùng sở diễn diễn mà. Trung đoàn trưởng, mong ngài xin giúp chúng tôi. Cảm ơn Trung đoàn trưởng. Kháng chiến 8 năm, cháu chưa từng rời xa nó mà. Tặng cho Hà Hoa, tiêu đoàn trưởng Hoàng. Cái này, tiêu đoàn trưởng Hoàng. Đợi đến sông trận, cháu quay lại lấy em ấy. Anh dễ gì thế? Không có gì. Đi làm đi. Thử buông tay đi. Yên tâm, có tôi ở đây, cậu không chết được đâu. Buông tay là chết đó. Đừng. Tôi biết bơi rồi. Biết rồi chứ. Tiểu Thuận, Lão Triệu, tóm lấy. Không được. Tới đây trước. Tập tới đây trước. Lại lần nữa. Không uống vài ngụm nước sao học bơi được? Ai nói tôi uống nước? Không lên nhiều người như vậy được đâu. Đáng đời các anh, uống nhiều nước như vậy. Tôi không uống ngụm nước nào đâu. Nước của người dân không tốn tiền, không thể uống, đúng không? Đúng. Chỉ đạo viên, ngồi đi. Vết thương thế nào? Không sao, thương nhẹ. Tôi kể cho anh một chuyện. Chí Thành, mau gọi cha. Cha. Chí Thành, đã lớn như thế này rồi sao? Nào, qua cha bế nào. Hùng cái nào. Anh lại bị thương sao? Không sao, thương nhẹ. Cha. Mẹ, sao cha mẹ lại tới đây? Các quyền đều tới đây. Mẹ, để con. Mẹ ngồi xuống đi. Cái này không sao à?
Em chi viện tiền tuyến, sao lại tới đây? Dẫu anh không phải tiền tuyến sao? Tới chỗ anh là muốn nói với anh vài câu. Luôn nghĩ tới đuổi theo anh, không còn mệt nữa. Chỉ nhờ giác ngộ này. Chỉ giác ngộ này. Sao? Con vất vả. Còn cả người lớn. Cha mẹ đứa con thì dễ à? Sắp giải phóng toàn quốc rồi đúng không? Sắp rồi. Em tới là sắp rồi. Anh thôi đi. Các anh một thời gian chưa qua. Mau qua đi. Đột phá trường gian nguy hiểm. Bọn anh sắp công chiếm thủ đô chính phủ, phản động quốc dân đảng Nam Kinh. Lần này đại đội bọn anh là tốt đầu tiên. Em đâu phải lính của đại đội các anh. Anh, uống nước thôi. Anh, anh đang làm gì thế? Làm gì của em đi. Đến lúc đó em sẽ biết. Chỉ đạo viên. Chỉ đạo viên, sao anh tới đây? Tôi đến chuyện trung đội các cậu. Có chào đón không? Chào đón. Chậm thôi. Anh là thương binh mà. Không sao, vết thương nhẹ thôi, cơn đầy đỡ rồi. Vậy được, vậy anh ngủ ở đây đi. Nhìn quý. Viết thư cho nhà ai? Cũng không biết sống chết. Viết có tác dụng gì chứ? Dình quý, viết tiếp đi. Viết một bức thư trước khi qua sông. Sau khi qua sông lại viết nữa. Đây. Chị đạo viên, anh ở cùng chị dâu tôi một đêm sao? Không tới một đêm, nửa đêm thôi. Tôi đã nói với chị dâu của cậu rồi. Sau khi qua xong còn gặp lại. Sao?
Nhớ vợ à? Sau khi qua sông, tôi tìm con gái Giang Nam cho cậu. Lão Ngụy, rửa chân. Chỉ đầu viên, Tiểu Thuận. Tiểu Thuận, đi lấy thêm một chậu nữa cho tôi. Đi đi. Dân, tôi rửa trước đây. Tiểu Thuận, Tiểu Thuận, Tiểu Thuận, Tiểu Thuận, thằng nhóc, cậu được thật đó. Nằm mơ cũng bơi. Tôi là ai? Khúc Tiểu Thuận đấy. Xem ra cậu thật sự đã biết bơi. Nào, xuống bơi hai vòng. Chị đạo viên, tôi biết bơi thật rồi, nhưng xuống thì tôi không cần đâu. Phải tập luyện nhiều hơn. Tôi lo lúc cậu nằm mơ phát động tấn công. Vừa rồi tôi thật sự tưởng đã bắt đầu tấn công. Nếu vậy vì phải báo cáo chuyện này với chủ tịch Mao, tổng tư lệnh Chu. Lại tới Trường Giang. Tốt. Tiếng gì nước? Lão Triều, anh nói xem các đại trang kiếm đâu ra nhiều thuyền như thế này. Xem ra lần qua sông này, thuyền đầu tiên phải do đại đội bọn họ đi. Lão Triều, nói gì thế? Anh xem anh giận kìa. Cướp của bọn họ, không được làm bậy. Sao tôi không nghĩ tới? Hai chúng ta cũng phải học cách điều khiển thuyền. Đúng vậy. Làm gì thế? Báo cáo đội trưởng, chúng tôi đang tiến hành huấn luyện chèo thuyền trên cạn. Hà, đại đội trưởng, nào nào, qua hết đây. Muốn tập thì tập cái này. Nhìn thấy không? Chị đầu gì đã chuẩn bị xong rồi. Đại đội trưởng, cái này cũng phải là giỏng sao? Cái này
là một kiểu huấn luyện chèo thuyền. Cách huấn luyện này gần với tình hình thực tế chúng ta tác chiến qua sông. Nào, các cậu leo lên thử đi. Tiểu Thuận, lên đi. Dân, Dân Đại Lượng, cậu cũng lên đi. Ngồi, ngồi lên. Không phải vừa rồi, tập tốt lắm sao? Nào, đưa anh ta máy chèo. Vẫn luyện à? Cầm lấy. Nào, Tiểu Thuận. Nào, một. Nào, đi. Một, hai. Chị đạo viên, sao cái này còn chóng mặt hơn vừa rồi? Thế này đã chóng mặt sao? Đến lúc đó thuyền nổi gió cũng phải thế này. Đại đội trưởng, Thủy Hoa, Đại Cộng sản tới rồi. Bác, chúng tôi qua sông đi mời người lái thuyền. Chỉ có điều mời về rồi. Bác đừng cản là được. Tôi biết bác là đại ca của họ. Không dám. Người đi lính mới là đại ca. Thật sự muốn qua sông, có cần đưa cả Thủy Hoa về không? Cần. Đưa em gì? Liệu có thể để em ấy giúp anh luôn không? Con là chị của nó, con nói xem. Con không thể dương mắt nhìn anh em của con nập mạng chứ. Nhưng thuyền thì sao? Ý tôi là mang các người và thuyền cùng về. Thật sao? Chị, nào, em ăn đi. Ngơ ngẩn gì thế? Ăn đi. Ăn đi. Ăn thử canh anh nấu xem. Em cũng to gan quá đấy. Làm thế này quá nguy hiểm. Bác khỏe không? Em xem, không phải Thủy Hoa rất ổn sao? Quay về nói với bác để bác yên tâm. Đại Cộng sản không bắt nạt các em chứ? Đợi đến trận này xong, em ăn no rồi. Nào, uống nước. Mọi người vẫn khỏe chứ? Khỏe lắm. Người ở nhà đều lo lắng. Vậy em bảo em qua xem. Hay anh đưa em đi thăm họ. Để em đưa chị đi. Hay ngày mai đi. Nay muộn quá rồi. Cũng được. Ngày mai rồi tính. Các em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Anh về đây.
làm gì đi. Đi đi. Thi Hoa, đại đội trưởng Lưu. Cháy rồi. Hào Hoa, Hào Hoa, em theo làm gì? Em đi cùng anh. Nguy hiểm quá. Nào, qua đây. Ở gì mới đây? Đợi anh. Chiếu gì mà chiếu, mau tắt đèn. Nhanh, muộn là không kịp đâu. Dừng. Nhanh. Lái thuyền đâu? Lái thuyền đâu? Lái thuyền đâu? Hào quá. Hào Hoa, Hào Hoa, đại đội trưởng, người đủ hết rồi. Tôi biết rồi, đại đội trưởng. Hào Hoa, đi. Dừng bắn cho tôi. Các anh đuổi hết cộng sản qua bên đó hết rồi. Một đám ngu. Anh à,
Thủy Hoa. Em đi chữa cháy sau. Vì sao em không đi? Em... Chị em không nói em giết anh sao? Không có. Vì sao không giết anh? Anh à, chị em nói Đảng Cộng sản có thuyền, trận này mới đánh được. Có đánh trận mới đánh xong được. Đánh xong. Chị em nói hay thật. Cúc. Cha, uống. Đúng rồi, thư của tiểu đoàn trưởng Hoàng cho cha sao? Và cả giải phóng quân. Cháu biết chuyện đêm nay là do bác và Hào Hoa bị ép làm. Cháu rất hiểu. Sau khi cùng Cộng phỉ cướp thuyền, bước tiếp theo sẽ ép mọi người đưa chúng ta qua sông tác chiến, đối mặt với pháo hỏa của quốc quân. Cháu đã nói với các lái thuyền rồi, trường gian nguy hiểm, hỏa lực quốc quân mạnh, phòng vệ kiên cố không thể phá. Cộng phỉ cố tình qua sông tác chiến là liều lĩnh, mất trí chắc chắn thảm bại, mất cả người lẫn dân, không uổng xong chạy muôn đời. Cháu chỉ lo bác bị Cộng phỉ ép mất mạng quan vì pháo hoa. Cháu rất không yên tâm về gia đình bác. Thành ý của cháu với Hào Hoa chưa từng dao động, tin rằng gia đình ta sẽ tuân thủ lời hứa. Hiện giờ chỉ mong Cộng phỉ bỏ qua để gia đình bác có thể yên ổn. Đợi tiêu diệt xong Cộng phỉ, cháu sẽ tới như hẹn. Quả lực Cộng phỉ. Hiện giờ Cộng phỉ đã có thuyền, quốc quân ở bên này đợi mãi đã lâu. Như Thủy Hoa truyền đạt lời Hào Hoa, mọi chuyện sẵn sàng chỉ chờ chiến. Tin rằng gia đình ta giống cháu, mong chờ gặp mặt. Thú gì đấy? Bác Sở, đợi sau khi quân chúng tôi lên bờ Nam, nếu tiểu đoàn trưởng Hoàng này chịu nạp dục khí đầu hàng, chúng tôi nhất định sẽ không tổn hại tính mạng của anh ta. Để anh ta thấy một số cô nương đoan trang, đây mới là chuyện quan trọng. Anh nói gì thế? Người ta giết trên như này, vậy cậu đi nói với tiểu đoàn trưởng Hoàng. Quay lại. Đại đội trưởng Lưu, các anh định lúc nào đến trận này? Vậy phải xem chủ tịch Mao và tư lệnh Chu. Đương nhiên cũng phải xem tình hình chuẩn bị của chúng ta. Tôi chỉ cảm thấy hiện giờ chuẩn bị chưa đủ. Thuyền nhỏ không thể đi ngược dòng nước lớn. Tiến về trước, thêm chút nữa. Ở đây không được à? Đại đội trưởng, đi nữa. Được không, đại đội trưởng, anh dùng sức đi. Một bữa ăn sáu nồi, anh không có sức à? Được rồi, ở đây, dừng. Điều chỉnh miệng pháo, được, hướng về đó. Chuẩn bị.
Chuẩn bị. Bắn. Mau dứt lên. Chỉ có một khẩu này, nhanh dứt lên. Một, hai, ba. Dùng sức. Chị đầu viên, chúng ta chỉ có một khẩu pháo này phải không? Đúng. Chẳng có chút kiến thức nào. Đại đội bộ binh của giải phóng quân không trang bị pháo hỏa, vậy nên đại đội trưởng như anh cũng chưa từng dùng. Quân đội tôi ở trước đây có trang bị pháo. Nguy Dịnh Quý, trí nhớ anh không tồi á. Khẩu pháo này chính là tôi hồi đó đoạt được trong tay của đại đội các anh. Còn đại đội các anh, đại đội các anh ở đâu? Khẩu pháo này hiện giờ của tôi, đến anh cũng là của tôi. Đồ tốt rơi vào tay của anh đều thành cung cốc. Anh biết lực sau khi bắn qua pháo lớn cỡ nào không? Vậy nên chúng ta còn luyện tập trên bề trước. Vậy cũng nên là ở đó. Được. Nghe theo anh. Trước đây tôi cũng từng làm đại đội trưởng, từng đánh Nhật Bản, cũng từng đánh với quân cộng sản các anh. Không ít trận lớn nhỏ, cũng xem như là trải qua trăm chiến. Đúng. Nhưng đáng tiếc là ai bảo anh đụng phải Lưu Chiến Sơn tôi. Nếu tôi nhớ không lầm, lần đầu chúng ta giao chiến, anh đã thả tù binh của tôi. Đụng phải Lưu Chiến Sơn tôi, đúng là không ai thoát được lòng bàn tay của tôi. Anh cứ nói khoác đi. Anh không theo học trường quân sự, hoàn toàn tự phát. Nhưng mà tôi nói thật, quả thật anh đánh rất giỏi. Thật sự không phải chứ? Không biết trận chiêu này của anh sau này cũng có thể đưa vào tài liệu giảng dạy chiến thuật. Vậy phải công thêm anh. Trận này của hai chúng ta vẫn phải giết vào. Nhưng anh ở chỗ Hà Hoa thành đàn xịt à? Ai xịt? Anh dám ở trước mặt Hà Hoa nói anh thích em không? Tôi Ngụy Vinh Quý, tôi dám ở trước mặt Hà Hoa nói Hà Hoa anh thích em. Anh thích em Hà Hoa? Anh dám? Vì sao tôi không dám? Vì tôi là tù binh à? Lưu Chiến Sơn, tôi nói cho anh biết, bất kể anh là đại đội trưởng hay là quân đoàn trưởng, Hà Hoa chắc chắn tôi tranh với anh. Anh tranh với tôi sao? Anh thích Hà Hoa, tôi cũng thích Hà Hoa. Ai thích Hà Hoa chứ? Vậy không phải vừa hay sao? Anh cũng không được thích. Vì sao? Không nói chuyện này với anh nữa. Lão Ngụy, chuyện lớn nhất hiện giờ của chúng ta là qua sông. Qua con sông này, đến lúc đó nếu hai chúng ta đều còn sống, cạnh tranh công bằng, xem Hà Hoa theo ai, được không? Không phải anh nói anh không thích cô ấy sao? Đi đi, không nói với anh nữa. Cho nè. Anh nói rồi đó. Anh không dám nói, tôi nói thay anh. Quân đoàn trưởng, sao ngài tới đây? Hoàng Hoài Ân, cậu làm gì thế? Đây là thứ gì? Đây không phải là một cái kiều sao? Sao? Muốn cưới vợ sao? Cô dâu là người ở đâu? Bến đò Sở Gia, Bắc Giang, tên là Hà Hoa. Bắc Giang chính là bờ sông kia à?
vẫn đang tiến hành hòa đàm. Đương nhiên kết quả chúng ta muốn là trị các sông mà trị, giống như Đông Tây Đức, Nam Bắc Triều. Người Anh và Mỹ ủng hộ chúng ta. Stalin của Liên Xô cũng đồng ý quan điểm này, nhưng Đảng Cộng sản không chịu. Thật ra điểm tranh luận là ở tín nhiệm. Chiến và hòa. Còn nhớ khẩu súng này không? Thưa thầy, nhớ. Lúc chiến thắng ở ải Cung Lương, vì cậu tác chiến anh dũng, thưởng cho cậu. Khi đó tôi còn nhớ cậu gửi cây súng này cho tôi. Giờ lại nghĩ, cách một con sông, quốc cộng sắp tiến hành chiến dịch. Không nghĩ nữa. Tôi muốn đến trận địa tuyết đấu đi dạo. Thầy, em cùng thầy. Không. Khẩu súng này giật về chủ cũ. Tranh thủ thời gian bôi sơn thêm vài lượt đi. Tình hình Trường Giang nghìn dặm, chủ tịch Mao đã nắm chắc. Tôi không nói nữa. Tôi chỉ nói núi kề đầu đối diện chúng ta. Hoàng Hoài Ân, hình như sống ở đây. Quay gì? Nói tiếp đi. Ngọn núi này không cao không lớn, nhưng góc nhìn rộng, phạm vi quả lực kiểm soát rất lớn. Về quả lực có 3 khẩu sơn pháo hạng nặng, 20 khẩu pháo cối, 16 khẩu tên lửa, khoảng 30 khẩu súng máy hạng nặng, súng máy hạng nhẹ, súng tiểu liên, súng trường. Trước mắt không rõ số lượng, rất có thể còn máy phun lửa. Nhìn tình hình này, trong quá trình chúng ta qua sông sẽ đối mặt với đội quả lực mạnh hơn, lớn hơn cả chiến dịch Hoàng Hải và chiến dịch Tây Nam. Đến lúc đó đạn súng pháo xây như mưa. Thế này đi, những người lớn tuổi chúng tôi đi nhiều hơn, người nhỏ tuổi đi ít hơn. Những người lên các cậu, tôi không thể đánh trận thay các cậu. Chúng tôi có thể chèo thuyền. Ngoài ra, nước sông lên xuống không theo con người. Lúc nào qua sông phải nghe theo Trường Giang. Hướng tay phải gọi là chèo trước. Đây là chèo sau mà cha tôi nói. Cốt yếu trong tác chiến qua sông, tám nhanh một vững. Tám nhanh là gì? Lên bờ phải nhanh, xuống thuyền phải nhanh, tản ra phải nhanh, phát động tấn công phải nhanh, chiếm định trận địa phải nhanh, bố trí quả lực phải nhanh, xây công sự, thông tin liên lạc đều phải nhanh. Chỉ đầu viên còn một việc phải nhanh, cậu nói đi. Bơi cũng phải nhanh. Chúng ta chèo thuyền qua đó. Vậy một vững là gì? Chính là phải vững như Thái Sơn. Vị trí hiện giờ của mọi người là ở đây. Vị trí muốn đi là ở đây. Nhưng chúng ta nhất định phải từ đây qua sông. Đó là bến đò nhà tôi. Vì sao? Việc này phải dựa theo sức gió và hướng gió. Đến bãi cạn là được rồi.
Nào, uống. Cha, không nói mấy câu sao? Thôi, các con có gì muốn nói, mau nói đi. Cảm ơn cha. Ăn. Sao họ lại bắn chúng ta? Ăn đi. Hào quá, bác Sở, mọi người không sao chứ? Chân Sơn, uống một ly đi. Thôi à, không sao thì tốt rồi. Tôi đi đây. Tiễn người ta đi. Tới nhanh thật đó, không nhanh bằng pháo. Đánh qua xong là quay về phải không? Không về được. Cô nhìn trăng kìa. Nếu không đánh trần thì tốt biết bao. Làm gì có trăng. Không phải vẫn chưa đánh trần sao? Các anh đánh qua xong rồi lại tới đâu đánh? Về phía trước. Trước là ở đâu? Khắp Trung Quốc. Vậy sau này vợ anh cũng gọi anh là đồng chí Lưu Chấn Sơn. Tôi cũng không biết. Đồng chí buồn cười thế sao à? Đồng chí Hào Hoa, chỉ đầu viên. Chỉ đầu viên. Tiểu Thuận, mau thu dọn. Cậu tự tối nay chúng ta quay về chỗ ngủ à? Dừng. Nhanh lên. Bao nhiêu rồi? Báo cáo thủ trưởng 18. Tôi giả đúng không? Sợ không? Không sợ. Tôi từng đánh Hoài Hải. Đánh một đường tới Nam, Hoài Hải tới đây. Ai sợ ai chứ? Sớm hơn, từ giao đông, chúng ta là chi đội anh hùng. Hôm nay cũng vậy. Xin chủ tịch mau tối nay yên tâm ngủ. Sáng mai chúng tôi không. Tối nay chủ tịch mau cùng ngủ, đợi tin tức của chúng ta. Đúng. Đợi tin tức thắng lợi của chúng ta. Chắc chắn là tin thắng lợi. Chúng ta tới đầu tiên. Bao thắng lợi đầu tiên. Thủ trưởng, tôi hy sinh thì nhất định đừng nói với chủ tịch Mao. Đại đội chúng ta qua sông là được. Là toàn trung đoàn, toàn quân chúng ta. Thủ trưởng, lần qua sông này tôi đã nghĩ kỹ rồi. Cho dù tôi chết cũng chết ở dưới sông. Suối quẩy.
Ngài yên tâm, chúng ta nhất định đánh rơi Thượng Hải. Đúng, vẫn là Lão Ngụy nói đúng. Chúng ta nhất định đánh rơi Giang Nam. Tốt. Đại đội thường thắng, quân tụ anh hùng, chiến thắng trong nguy hiểm lập kỳ công, đột phá thiên hiểm thần châu biển, bản vinh quang lại đề danh. Đánh vượt Trường Giang, đánh vượt Trường Giang, giải phóng toàn Trung Quốc. Tốt. Đánh vượt Trường Giang, giải phóng toàn Trung Quốc. Cạn. Sương lớn vừa hay có thể che. Alo. Dân, đợi lệnh chèo thuyền. 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 Đại đội trưởng. Chèo thuyền. Chèo thuyền. Xuất phát. Sắp đánh trận rồi. Sợ à? Thật sao? Mục tiêu số 1, chuẩn bị bắn. Báo cáo. Nói. Đại đội trưởng Quách xin chỉ thị. Xác nhận chờ xuất phát hay xuất phát? Quách này. Đại đội trưởng nói đại đội công chạy mất rồi. Đại đội công chúng ta cũng chạy. Xuất phát. Toàn trung đoàn xuất phát. Trưởng quan,
Chèo trước. Chèo trước. Chèo trước. Ở đây có tôi, cậu lo ẩn nấp là được. Chèo trước. Cha. Cẩn thận. Chèo trước. Tiểu Thuận, đi theo. Nhanh. Kiên trì. Nhanh. Dùng sức. Bắn. Anh Hoàng, đừng bắn nữa. Tới rồi sao Thủy Hoa? Là em. Chị em với cha em đều tới à? Ở thuyền lớn phía sau, cùng với đại đội trưởng Lưu. Anh Hoàng, đừng bắn nữa. Anh ở đây canh trực, tôi đi xem. Cẩn thận, được. Hào quá, nhớ lấy, giao cái này cho cậu ta. Cẩn thận. Luôn nghĩ tới đuổi theo anh thì không mệt nữa, còn nằm ngủ trên xe. Súng pháo nổ tỉnh dậy, liền hỏi cha đâu. Đã theo kịp cha rồi sao? Biết cái nhà ở ngay phía sau. Bọn anh liều mạng đánh về phía trước, chạy về phía trước. Bọn em đâu phải cún, anh cũng đâu phải thỏ. Chạy nhanh làm gì? Đánh nhanh, giải phóng xong toàn Trung Quốc. Nhanh chóng về nhà gánh nước cho em. Anh rất nhớ con và cha mẹ. Vì sao không nhớ em? Đánh cho tôi. Cô tới đây làm gì? Mau quay lại. Theo tôi. Đi theo.
Alo, quân đoàn trưởng đang bắn chặn. Xin quân đoàn trưởng yên tâm. Alo, quân đoàn trưởng, quân đoàn trưởng. Quân đoàn trưởng, quân đoàn trưởng. Sao đều ở đây? Quả lực địch quá mạnh, chúng tôi không thể qua đó. Quả lực của chúng ta đang chuẩn bị, sắp bắt đầu rồi. Sao muộn thế? Là chúng ta tới sớm. Nấp đi. Đại đội trưởng, đại đội 3 đã bắn đèn tín hiệu trước. Chúng ta đánh tới trước, sao chúng ta không bắn trước? Quên mất. Hoàng Hoài ông ở đó. Qua đằng sau. Đại đội trưởng, chúng ta xem như đã qua sông rồi nhỉ? Chúng ta còn sống nhỉ? Nói thừa. Vậy lời anh nói ở lần uống rượu trước còn tính hay không? Tính. Anh không được lừa tôi đó. Toàn bộ đứng im. Nằm xuống. Lão Ngụy, Lão Ngụy, nằm xuống. Dạ của tôi đâu? Chân, chân tôi còn không thấy. Đi đâu tìm dạ của anh? Dạ, có dấu tiền. Tôi tìm. Nằm im. Nằm im. Đừng qua đây. Đưa tôi súng. Ở yên ở đây.
Không sao chứ? Không cho cô tới mà cứ tới. Đừng bắn. Thủy Hoa, anh bắn chúng tôi được đấy. Tôi thừa nhận anh là một quân nhân rất giỏi. Đáng tiếc anh đã quốc dân đảng. Trăm vạn đại quân của chúng tôi sắp lên bờ Nam rồi, không ai cản được đâu. Nào, bắn đây này. Tiểu đoàn trưởng Hoàng, cho dù anh bắn chết chúng tôi thì sao? Chiến tranh này không phải giữa tôi và anh. Anh nghĩ kỹ xem, vì sao anh có ngày hôm nay? Nằm xuống, không sao. Nghĩ kỹ vào, đưa mắt nhìn đi. Hiện giờ chúng tôi đang đứng đối diện anh. Nhìn phía sau tôi. Buông vũ khí xuống đi. Hà Hoa, Hà Hoa, chị của cậu đâu? Chị ấy về rồi. Về. Anh Lưu, anh dẫn theo em với. Dẫn cậu theo. Chị em bảo em tới, cha em cũng đồng ý. Chị em nói theo anh sẽ chăm sóc tốt cho em. Còn nói anh đi tới đâu em đi tới đó. Bảo em để ý anh. Vậy nếu tôi hy sinh thì sao? Em nói rồi. Chị em nói vì, mau vì. Được. Đi theo tôi. Tôi sẽ đưa cậu tới Trung Quốc mới. Còn chị em thì sao? Đi. Đi hết. Hết.
cậu ấy vẫn sẽ quay lại. Giải phóng toàn Trung Quốc rồi sẽ quay về. Thủy Hoa và cậu ấy đều sẽ quay về. Cha chưa từng nói sai. Lần này càng không sai được. Trung Quốc mới. Đúng vậy, Trung Quốc mới.